Hello, xin chào anh em. Chào mừng các bạn quay trở lại với clip tiếp theo. Thì trong clip hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cơ bản. Cái này thì cũng không có mối điều quan thợ, bởi vì hầu như là ai cũng biết, nếu là người đam mê cuồng nhiệt về một cái môn phái nào đó. Còn ví dụ như các bạn đổi phái là các bạn quay, thì các bạn có thể xem clip này để ủng hộ mình. Và bằng cách là đăng ký kênh, like clip, bấm chuông và theo dõi các clip của mình. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và mong rằng nếu các bạn có thời gian thì anh em nên xem đầy đủ clip để giúp mình có cái đánh giá tích cực từ YouTube. Xin cảm ơn các bạn. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn nhận cái vấn đề. Chúng ta sẽ nhìn nhận cái vấn đề. Tiềm năng kỹ năng. Về tiềm năng thì thông thường đường môn chỉ tăng thân pháp khoảng tầm 300. 300. Sau đó là max sinh khí. Đấy, đường môn chỉ như vậy thôi các bạn, bởi vì chúng ta rất là cần máu, đam tới đó đủ rồi. Tất cả cái hệ đường. Và trang bị đồ thì thường á, nếu như mà một cái bản game đồ ăn ban định quốc như tình hình cốt nó nhiều thì chúng ta sẽ làm bằng vũ khí hệ kim, bởi vì lực sát thương nó rất mạnh, đó là điều đương nhiên. Nhưng ở Võ Lâm Việt thì không như vậy, bởi vì trang bị đồ nó rất hiếm, hiếm đến mức độ không thể nào diễn tả được. Kháng chúng ta kiếm cũng không nổi, đồ VIP kiếm cũng không ra. Thành thử ra là chúng ta phải chuyển hóa từ vũ khí hệ kim sang vũ khí hệ mộc. Dù sao vũ khí hệ mộc vẫn ok. Và nó lợi ở một chỗ là nó kết hợp với năm độc. Thì săn boss sát thủ hay là boss tiểu hoàng kim, boss đại hoàng kim phải nói là nô một. Thành thử ra là theo ý kiến cá nhân của mình tại tựa game Võ Lâm Việt này, các bạn nên sử dụng vũ khí hệ mộc là tốt nhất. Ngoài cái việc nó săn boss và nó lợi về cái việc trang bị đồ hiếm, thì nó còn một cái lợi nữa là khi các bạn mang vũ khí hệ mộc, chúng ta sẽ kích hoạt được nhẫn tranh và giày, đồng thời hai dòng, một dòng kích kích ẩn của hệ môn phái hệ mộc và một dòng kích từ trang bị. Vậy là chúng ta sẽ có được hai món trang bị làm chậm, tệ lắm là 40, còn ngon ngon là 60, còn viết nhắc là 80, vậy là ok đúng không các bạn? Và trong sát hồi công ẩn một, chúng ta sẽ có sợi dây chuyền kháng hỏa 12 ẩn một, 5 món phòng thủ vật lý ẩn một. Lưu tiên 4 món này là phòng thủ vật lý ẩn 1, dài thì phòng thủ và làm chậm. Tiếp theo đó là ngọc bội, chúng ta sẽ có được kháng băng và thời gian trúng độc và nhẫn hệ kim để kích hoạt cái sợi dây chuyền có kháng hỏa ẩn 1 và kháng tất cả. Vậy là xong, đó là một set đồ cơ bản. Các hệ đường, hệ mộc, vũ khí của tiêu hay là của phi đao đều là độc sắc ngoại công ẩn 1. Tất cả các bạn nha. Đó là về kỹ năng, tiềm năng và trang bị mặc đồ. Về điểm kỹ năng thì nó rất là dễ. Chúng ta cứ đầu tư mát cái này, đó là cái trấn phái, cái đầu tiên chúng ta phải mát. Sau đó chúng ta sẽ mát kỹ năng, nếu chúng ta chọn đường nào, mát kỹ năng đường đó. Mát kỹ năng 6x. Mát kỹ năng đường mỏ ám khí. Mát cái kỹ năng này, bởi vì khi quá trình chúng ta luyện cấp chúng ta đi á, giai đoạn 6x á, thì các bạn chơi skill 6x là nhiều, và đặc biệt các bạn sẽ chơi tán hoa tiêu là chủ yếu. Thì các bạn nên tăng cái này. Mát trước, ưu tiên trước là 17 điểm, 16 17 điểm tích được đơn để chúng ta có cái hỗ trợ mạnh về skill 6x, về hỗ trợ phần trăm. Sau đó chúng ta hãy tăng mát luôn cũng được, sau đó chúng ta đầu tư vào skill 3x. Vậy là xong quá trình tăng. Đường môn là một môn phái tăng cực kỳ dễ, khi các bạn đạt cấp 109 thì các bạn đã full về phụ trợ rồi, đơn giản đúng không các bạn? Ok, clip của mình ngắn gọn xúc tích đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn rất nhiều và mong rằng các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chào anh em.